Đây. Đó, mà đứt này em thấy đứt không? Đứt lựu vô nè. Em xem ghế nè. Đó, mà cây lúa này em còn nha. Người em chào anh em bà con đã đến cái vườn lúa miền Tây anh em bà con ơi. Thì bây giờ em chia sẻ lại cái quá trình em làm về cái kỹ thuật bón phân của em anh để anh em bà con mình áp dụng cho nó hiệu quả, kể cả dù vụ đông xuân luôn nha anh em bà con, để đưa được tới về. Và khi mà chắc video sau em sẽ chia sẻ anh em cái lượng giống mà gieo xạ cái vụ đông xuân. Thì hiện tại bây giờ bữa nay là em chiều nay em bắt đầu em ngâm giống nha anh em bà con. Em ngâm giống em xạ cái vùng đất ba vụ tại Tân Hiệp, như cái như những gì em chia sẻ anh em hồi đó giờ, những miếng nào cái vụ này em cũng chia sẻ anh em miếng nào em cắm cỡ cái miếng nào ra miếng đó luôn anh em con nha. Thì đây là trà lúa của em hiện tại giờ 50 ngày nha anh em con nha. Đó thì chắc là vài bữa nó em bón con bắp anh em con. Đó thì đây thì hiện tại cái đồng nó mới lớn anh em con nha. Đó thì đây là trà lúa của em anh em con, bây giờ em quay nè anh em con nha. Đó rõ ràng nha anh em con, em làm cho anh em cầu con trên thực tế cái miếng này miếng 26 công rõ ràng nha anh em con, cờ bụng dùm cắm đàng hoàng từ đầu vụ tới cuối vụ nha. Thì như ở cái video này em nhờ mình chia sẻ anh em về cái quá trình em làm miếng này luôn, rồi em nói kỹ thuật bón phân giữa cỡ từ cả phân đơn và phân hiện tại bây giờ em phải đang xài phân cassette nha anh em con nha. Thì bây giờ em mới mua ở dưới Tân Hiệp lại mua, nói chung là hiện tại giờ phân đang lên đấy em con nha. Thì lúc em mua là lúc đó cũng phân nó cũng cũng rẻ rồi, nhưng mà bây giờ không biết sao. Thì bây giờ nếu mà anh em cần mua thì anh em cần mua thì mình cứ để số điện thoại, mà đặc biệt có nhiều anh em có khi mà kết bạn Zalo với em á thì cũng hỏi anh Phương anh có bán anh bán thuốc với bán phân hả? Nói thật sự em không bán thuốc, không bán phân, không bán cái gì hết trơn nghe anh em con ha. Thì em chỉ chia sẻ anh em cố gắng em chia sẻ những dòng nào nó đạt hiệu quả để em xin được số điện thoại công ty, anh em mình điện trực tiếp mình hỏi giá cả. Khi mình xuống đại lý mình mua thì cái giá nó không vượt quá cao, mình mua không bị lầm để giảm được cái chi phí mình đó anh em con nha. Chứ không phải em không buôn bán gì trơn nghe anh em con, mà em cũng không quảng cáo luôn nha. Mà đặc biệt những cái video em nhiều, em cái video em cứ chia sẻ là khi nào mà em sử dụng sản phẩm nào không hiệu quả nữa đó là em sẽ ngưng liền, chứ em không bao giờ em mà kéo dài. Nếu mà sản phẩm nào đạt hiệu quả thì em mới chia sẻ. Thì nhiều anh em có làm với chung với ruộng lúa miền Tây rồi đó, các bạn Zalo đã làm chung với em rồi đó. Thì anh em khi mà anh em làm với ruộng Tây thì cái dàn lúa anh em nhìn thấy rất lực nghe anh em con, em nói thật sự rất lực. Còn chủ yếu là anh em quản lý bệnh như thế nào thì em sẽ chia sẻ anh em về cái giống RBT này, giống đặc biệt là nhiễm vi khuẩn rất dữ nha anh em con nha. Nó cái giống RBT này nè, thằng OM 18 không hơi với này đâu nghe anh em con nha. Đó thì bữa nay em chia sẻ cái quy trình bón phân của em nha anh em con. Đây cái dàn lúa em đây đó, anh em nhìn thấy cờ bọng người em cắm cho anh em xem rõ ràng nha. Đó thì đối về cái quy trình mà phun thuốc cái này luôn anh em con ơi, thì cái miếng này cái dùng này là dùng đất phèn, mà nếu cái dùng đất này anh em làm đã đạt rồi em nói thì dùng đất nào anh em làm cũng đạt. Em nói thật cái dùng đất này khó làm, cực kỳ khó anh em con ơi. Anh em khui mà trời nắng gắt quá là nó bị tím đầu lá luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Cái dùng đất này khó lắm, em nói phèn mà phèn đỏ luôn anh em con ơi. Đó thì bây giờ em cho anh em nhổ và em cho anh em xem cái bộ rễ. Đó, mà đứt này em thấy đứt không? Đứt lựu vô nè. Đó, em xem ghế nè. Đó, mà cây lúa này em còn nha. Bằng con chỏ luôn nè, anh em thấy không? Thấy không? Ghê không? Nè, ghế nè, nghe anh em con. Đó, mà ghế lông con nè, anh em thấy không? Mà bụi nè, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. 7 cây nha anh em con nha. 7 cây. Đó. Còn một bàn tay anh em con nha. Đó. Cây lúa cây lúa em cái nghe anh em con. Đi vô trồng bãi dừa đó. Trồng bãi dừa anh trái. Đó. Thì bây giờ em chia sẻ anh em nha. Về cái kỹ thuật mà phun thuốc ở đây nha anh em con nha.
cái phun bữa nay anh em nhớ ruộng lúa miền Tây muốn trao đổi và chia sẻ anh em cái vụ này là mình khá khó ở chỗ là thứ nhất là về cái độ ngã, còn cái vụ đông xuân là cái mũi hành nó, bởi vì khi làm tại sao mà mình làm mấy cái cử đầu này nhiều người nói mà tại sao mà em phun xịt nha, nó không bệnh thì thôi phun làm cái gì, đúng không anh em con? Nhưng mà khi mà nó đổ ngã còn sao anh em con nha, bắt buộc phải phun đổ ngã. Còn cái vụ đông xuân là nói chung là nó không bệnh, không phun cũng không được, lại bị bụi hành, đó là cái quy luật phun thuốc. Mà nhưng mà phun đấy anh em, khi ruộng lúa cũng có chia sẻ, ruộng lúa miền Tây cũng có chia sẻ là phun khi có bệnh anh em phải cộng bệnh, còn không thì thôi anh em con ơi nha. Còn nếu mà anh em đã xài phân KCS đại nghĩa mà em trộn với số mô pH rồi á, thì cái tỷ lệ anh em giảm cái tiền phun chung quy lượng phía trên lá rất nhiều nghe anh em con nha. Đó thì em chỉ trao đổi gì thôi, còn anh em sử dụng phân nào thì bữa nay em chia sẻ. Em một thời em sử dụng phân đơn nghe anh em con, em là hồi xưa giờ em sử dụng phân đơn, nhưng mà khi mình bước vô mình làm KCS đại nghĩa được chừng 3 vụ nay á, thì em mới chia sẻ. Em bắt đầu cái vụ rồi á, là ở Tân Hiệp em bắt đầu mới chia sẻ cái phân KCS đại nghĩa. Thì bây giờ em áp dụng trên đây và hiện tại em cũng mua, em mua phân hết rồi anh em con nha. Đó thì nói chung là mình đã dự định trước hết thì mình mua. Bây giờ em chia sẻ về cái quy trình bón phân nha. Bây giờ em nói về cái miếng này em xịt như nào. Thì cái cử đầu tiên em xịt là cái cử mà hai trước bón phân đợt hai là em xịt là nó cộng với Ogarit nha. Ogarit nha anh em con, cộng với Cevalo. Cevalo là thuốc trừ cỏ nghe anh em con nha. Nhưng mà đặc biệt Cevalo anh em đừng có xài lên là ST nè, ST nè, DS1 nè nha. ST với DS1 anh em đừng có xài nha. Còn dưới thằng GBT này cũng vậy, nhưng mà em xài cái liều nó rất nhẹ, một bình 25 lít em pha có 75cc à nghe anh em con. Đó, một bình 25 lít em pha 75cc cho một bình 25 lít nước nha, cái thằng Cevalo. Còn nó thì em xịt 25cc cho bình 25 lít nước cộng với một gói Ogarit nha. Ogarit nghe anh em con. Đó rồi tới cử phân trước, cử phân bá áo là giai đoạn 30 ngày á, là em có xịt xong sáng em xịt chiều em vải phân báo luôn nha anh em con, vải phân báo luôn. Thì em xịt như này cũng nó là 30cc nha anh em con. Nó mà anh em sử dụng cái dòng nó là mình đã quen rồi đó, thì anh em xài rất an toàn nha anh em con. Đó em sử dụng 30cc cho bình 25 lít nước cộng với thêm là một gói organic nha. Đó cho bình 25 lít nước nha. Thì em xịt chứ công bình thuốc anh em con, em mới cử đầu em có xịt liều em xịt không có nhiều nước, tại lúa nhỏ mình tiết kiệm được chút nào mà đỡ chút nấy. Còn nếu thằng Ogarit nó đúng của nó đó, là anh em xài phải hai bình, một gói hai bình, nhưng em xài có một bình một gói luôn nha. Nó tại dùng này dùng đất phèn, còn dùng đất mà phù sa thì anh em xài một gói đó là hai bình nha, thì cho để giảm chi phí anh em con. Đó thì tới cử phân đón đồng, cử phân đón đồng ở cái miếng này em xịt là thằng Dren cộng với thằng Sumo 75, Sumo vaccine và thuốc sâu đục thân nha. Dạ dạ, ồ em quên cái chỗ cái cử phân mà cử xịt thuốc của áo á, là em có xịt sâu anh em con, quên cái vụ sâu nữa. Đó em xịt nó cộng Ogarit và sâu cuốn lá nha. Sâu cuốn lá là em cũng chia sẻ anh em rồi đó. Thì cử đón đồng em xịt là Dren cộng Sumo Gan 4 ở Sumo 75 cộng với là Sumo vaccine cộng với là thuốc sâu đục thân là xong nha. Tới bây giờ hiện tại giờ 50 ngày nha anh em con nha. Đó 50 ngày chắc vài bữa đó em bón ôm bắp anh em con nha. Em bón ôm bắp, em tính bón mà bón phân đợt hai lần hai mà là thôi, cái lúa đó thì cũng ngon lành nên em không bón, em để bón ôm bắp nha anh em con. Cái dàn lúa em ghi giữ dàn lắm anh em con nha, cao lắm anh em thấy gì đó là cao lắm anh em con. Thì bây giờ em nói về bón phân này ha anh em con, thì nói chung là cái miếng này bây giờ em nói quy lực bón phân cả phân mà bây giờ quy lực cả phân đơn và phân KCS đại nghĩa luôn nha, là làm theo cái quy trình ở theo quy trình gì mà cái này quy trình là cái quy trình trên cái đơn cơ bản thôi anh em con ơi. Còn mình làm cái nền đất mình quen á nha, thì nhiều dùng đất á, nó tốt lắm, còn nhiều dùng đất nó lại xấu lắm nha anh em con. Anh em dựa vào cái thực tế mình làm, thì anh em khi mà anh em làm á, ví dụ như anh em xài phân đơn 15kg thì anh em xài phân KCS chừng 12kg nha. Cứ là phân đơn hay là phân KCS anh em đều trộn thằng Sumo pH giùm em nghe anh em con nha.
Đó, thì nói chung là anh em muốn năng suất cao, không ai là muốn năng suất thấp hết trơn, anh em còn ai cũng muốn cao chứ. Cái bên nào cũng muốn cạnh tranh với nào chứ, nhưng mà do quá trình mình làm thôi. Đó, thì bây giờ cái dùng đất này em nói thiệt là nó rất tốn phân nha. Em nói cỡ giai đoạn mà ba mấy 40 ngày là ít nhất cũng 40 chi phân cho một con 1.296 m², nhiều nông dân làm ở đây tại đây luôn nha. Thì hồi em cho anh em nghe cái video của chú kia kế bên này, em hỏi nhưng mà em vô lén lén em mở điện thoại lên quay anh em con nha. Thì nó nói không được lớn nha mấy, mình người ta tưởng mình quay người ta ngại, người ta không dám nói thực tế đó. Nó thì em cũng lén em quay thôi. Thì bây giờ em bón như này, nếu mà anh em xài phân mà cá sết đại nghĩa, bây giờ em cái quy trình bón phân của em nha, em bón lót như này anh em con ơi nha. Ở phân cá sết thì em bón sẽ là 10 kg phân nha anh em con. Em bón như này anh em con ơi, 5 kg phân lăng, thì bao phân lăng này nó có 200 mấy à nha, lăng cộng với 5 kg cá sết là một, để em phải bón lót sao xạ 2 ngày nha, hai ngày nha anh con, sao xạ 2 ngày. Bây giờ cái quy trình bón phân vài bữa em làm với dưới Tân Hiệp em làm sao em chia sẻ, sao em chia sẻ luôn. Rồi đối với phân đơn, cái này em nói về phân cá nha, còn đối với phân đơn á, anh em muốn xài á là anh em phải xài từ 5-7 kg phân UG trộn với 3 kg số MH, anh em giải cái cử đầu tiên nha. Nếu mà cái dùng đất anh em, mà nếu mà anh em, em nói thật sự anh em cố gắng xài phân cá sết đi anh con, nó đẩy được hạ phèn. Anh em bởi ý cái vụ này, cái vụ ba này em nói bảo đảm với anh em nha, mà anh em xả xuống gặp mưa đó là chết dũng đi, cho anh em khỏi xịt chân mầm luôn vẫn chết dũng. Nó ngộ độc hữu cơ này, trong gom ra ngộ độc gom này, ngộ độc hữu cơ này, ngộ độc phèn nè, ngộ độc nhôm này, ngộ độc sắt nè. Em nói nghe, bảo đảm với anh em, dù anh em xả xuống mà gặp mưa là dù anh em chưa xịt chân mầm luôn vẫn chết dũng nha. Em nói thật sự, anh em cố gắng trộn, nếu mà anh em muốn mà ok nhất là anh em trộn phân lăng cộng với thằng là ca sết là một, anh em vải cử bón lót đi, bón lót nha anh em con. Đó xong rồi, nếu mà anh em xài phân cái này, em chỉ nói gì, nếu mà anh em xài phân đơn cái vụ này là anh em phải trộn là từ 5 kg UG nè, 5 kg DB nha, với 3 kg CMH, anh em bón lót cả đi, bón lót cả đi nha, phải bón lót nha anh em con. Cái vụ này anh em làm mà nếu ấy là chết dũng mưa, nếu mà anh em xả xuống gặp mưa là chết dũng. Mà nếu mà những cái trà này là trà lúa, những lúa là mới cắt xong rồi chụp rồi xả liền nha, xả là ngay nắng là ngon nè, ngay mưa là chết nha, ngay nắng thì nếu mà nắng thứ này cũng khô mà anh em con. Bởi vì khi mà anh em ngâm, bởi vì em ngâm thuốc, ngâm giống, ngày mai em sẽ chia sẻ anh em cách ngâm giống của em, tại vì một chiều nay em ngâm dưới anh em con. Rồi tới cửa phân đợt 2, anh em giải dùm em 10 kg ca sết L2 thôi, rồi sao ca sết L1 cho 10 con 1.296 cửa phân đợt 1 á, cửa phân mười mấy ngày đó, 10 đến 12 ngày á. Nó còn anh em muốn để sớm anh em giải giai đoạn 9 ngày thôi nha, 7 ngày hay 6 ngày anh vô nước, vô nước rồi xong tới 8 ngày hoặc 9 ngày anh em vải phân đợt 1. Vải phân đợt 1 anh vải 10 kg phân ca sết L1 với trọng 2 kg sumo pH cho 10 con 1.2 kg sumo pH cho 10 con 1.296 m², 10 kg phân là cho một công 1.296 m² nha anh em con. Còn nếu về anh em giải phân đơn thì anh em giải cũng 10 kg nha anh em con, 10 kg nó, trong đó là 10 kg thì nó hơi yếu nha anh em con, phân đơn nha. Anh em giải dây chừng là nếu chung mình ổn nhất là anh giải chừng 13 kg nha, thì trong đó phải 5 kg UG và 8 kg DB nha, cái vụ này nha anh em con, 8 kg DB và trong đó 2 kg sumo H cho 10 công 1.296 m², ở vùng đất không phèn, vùng đất phèn phải 3 kg sumo pH nha anh em con. Đó, đó là cử phân lần 1. Rồi tới cử phân là cử phân 20 ngày nha anh em nhớ nha, cái cử phân từ cử phân đợt 1 tới cử phân đợt 2 là chỉ 10 ngày thôi là anh em mang cái hiệu quả nhất đó. Ví dụ anh em giải ngày 18 ở ngày giải ngày mùng 9 bỏ 10 ngày ra là ngày 19 anh em phải giải, thì tới ngày 18 anh em xịt nó, ngày 18 anh em xịt nó là xịt cứng cây á nha, nha cứng cây á anh em con, cứng cây xong rồi anh em phải, thì anh em phải cái cử phân đợt 2 này đó là anh em nhìn lúa, nếu mà cái lúa mình nó đẻ đủ rồi, mình thấy cái chồi nó đủ, anh em phải nhìn cái dưới gốc lúa, nếu nó đủ rồi đó thì anh em giảm cái lượng phân lại, anh em giải vừa thôi nha.
nên mà con mình giải dừa thôi, nó mình giải 10 kg cũng được nên con không cần nhiều. Nó còn nếu mà nó mà nếu mà cái lúa mình thấy nó yếu thì anh em giải cassette L2 là 12,5 kg nha. Còn lúa mà phân đơn mà thấy nó yếu anh em phải giải 15 kg nha, 15 kg mà tỷ lệ cũng vậy nha anh em con. Tỷ lệ trong đó nó như thế này cũng là 15 kg là trong đó là 7 kg UG và 8 kg DB, 10 công vẫn trọng 2 kg 40 h. Nó là anh em vải xong 4 ngày sau anh em phải cắt nước nha anh em con, thì cái lúa mình bộ rễ lúa mình mới giữ. Khi anh em xịt nó kết hợp với cái dung lượng phía trên và bổ sung phân mà nếu phân KCS dưới nữa thì rễ nó dữ lắm nghe nè con ha. Nó còn phân đơn là như vậy anh em con. Rồi tới cứ phân được cái này thì tao em làm nghe, nếu mà anh em nhìn thấy giai đoạn mà trước 30 ngày á, là cái cử phân bón bán áo á, nó hoặc sau 30 ngày cũng được mà anh em giải cái lượng nhẹ thôi, nói chung mình nhìn lúa mình giải nha anh em con nha. Nó còn nếu mà anh em cứ tốt nhất anh em ơi, anh em giải bán áo anh em nên xài phân chuyên dùng nha, cái này em chia sẻ thật lòng đó, anh em nên xài phân chuyên dùng. Còn đối với bán áo ở cái miếng này á, là em xài KCS L3 nha, KCS L3 là tương công 5 kg 5 kg nha anh em con. Em vải xương hết, xương đều đắt hết. Và sau đó là em xịt nó tiếp tục nha, xịt cứ cây lần 2. Nó thì mình bón áo xong rồi để tới cứ tốn đồng luôn, mình cắt nước ra tới đấu đồng, đưa nước vô bón phân. Đưa nước vô, còn nếu anh em bón được cái nền ẩm thì anh em đưa nước vô ngâm thì 2 ngày anh em rút ra. Rút ra anh em bón nền ẩm nha. Nó sau 2 ngày đó rồi đóng phân xong 2 ngày kích đồng. Thì ở cái quá trình kích đồng á bốn phân đón đồng anh em, mà còn anh em nhìn cái lúa mình, nếu mà cái lúa mình giai đoạn đồng mà nó bằng ngọn á thì mình bón đón đồng một lần duy nhất thôi anh em con, và kích đồng một lần duy nhất luôn cho giảm chi phí nha. Bằng ngọn bón đón đồng một lần duy nhất từ 18 kg phân đơn và 15 kg phân KCS nha. Nó thì 10 công anh em vẫn cứ chọn dùm em 2 kg 40 h tiếp nha. Nó 18 kg phân đơn thì anh em bón tỷ lệ, khi anh em nhìn màu lúa anh em vàng thì tỷ lệ như này anh em ơi, 7 7 4 là 7 UG, 7 kali và 4 4 DB ở phân đơn. Còn phân KCS thì anh em sẽ phân KCS L3 nha, 15 kg. Rồi xong bằng ngọn nha, còn không bằng ngọn anh em chia làm hai cử vải, thì bắt buộc cái cử đầu tiên ở phân đơn anh em vải phải 15 kg thì thì anh em chọn như này, nếu mà nó rơi vào cái màu vàng thì anh em bón là màu vàng nha anh em con. Nếu mà phân đơn á, màu vàng á, thì anh em bón UG và kali, UG kali và DB 15 kg. Thì 15 kg thì 6 nha, 3 là 6 UG 6 kali và 3 DB nha. Còn nếu mà cái rồi xong tí, nếu mà phân KCS mà nếu mà anh em bón chia làm hai lần bón á, thì anh em bón bắt buộc cái cử đầu tiên á, cái cửa bón đông lần thứ nhất anh em bón phải 12 kg KCS L3 vẫn trộn xuống mua bát. Rồi mới tới bón đồng lần hai thì anh em khỏi bón cái khỏi trộn xuống mua bát, anh em chỉ bón ở phân đơn á, thì anh em bón UG với kali thôi là 15 với bây giờ anh em bón phân đơn anh bón phải 10 kg, phân KCS anh bón 7 kg, KCS L3 7 kg. Nếu mà cái đây bằng lúa mình giai đoạn đồng chưa bằng ngọn nghe anh em con, là bón đón đồng hai lần. Còn bằng ngọn rồi bón đón đồng một lần và bón ôm bắp một lần. Đón ôm bắp khi anh em nhìn lúa, anh em bón ôm bắp, anh em cố gắng mua phân chuyên dùng. Em nói xài phân KCS L3 đi là ngon nhất nha anh em con. Anh em vải ôm bắp nha. Đó, một công 5 kg hoặc 7 kg, nhìn màu lúa mình thấy chưa đủ phê mình giải 7 kg. Còn đủ rồi mình giải 5 kg nha. Nha anh em con. Đó là những cái quá trình mà em làm cái này trên cơ bản làm thôi anh em con ơi. Còn cái chuyện khi mình áp dụng vào cái dụng đất mình nữa, cái dụng đất anh em thường dùng đất nhiều, anh em dùng đất tốt nhiều, nhưng mà anh em dùng đất xấu đó, khi mình đưa phân vô, ví dụ như anh em xài phân á, thì ví dụ như mỗi vụ anh em xài á, mà em khuyến cáo anh em á, cái vụ này á, thì anh em bón vậy, nhưng cái vụ đông sinh á anh em con, anh em cứ chia ra nhiều cử anh em bón đi, từ 5 cử một vụ, từ 5 cử không cần bón nhiều nha, để quá trình khi mà có dịch mũi hành mình có thể mình đảm bảo được năng suất nha anh em con nha. Anh em chia nhiều cử để em bón đi, nếu mà có dịch mũi hành để đảm bảo năng suất nha. Đó là quá trình bón phân của em anh em con ơi. Anh em mà còn cố gắng bấm vào từ đường kênh, em sẽ chia sẻ anh em về cái quản lý vi khuẩn sớm nhất,
và em chia sẻ về cách ngâm giống của em luôn nha. Đây là cái miếng này em chia sẻ bên trên cái thực tế là em làm sao em chia sẻ như vậy nha. Đó, đó này mọi người, đây này. Nha, đó, đó. Rồi em chào anh em nha. Rồi bây giờ em qua, rồi em chào anh em đi anh con nha. Thì ngày mai em sẽ chia sẻ anh em về cái cách mà bọn cách cứng cây lần ba nếu mà cái dàn lúa mình lá mình lúa mình mỏng và yếu và hơi dư lá nha. Cách cứng cây lần ba nha anh em con, nếu mà trường hợp lúa em nó đã cứng rồi anh em con, nên em không có bón nữa. Đây nè, thấy không, mà anh em thấy bụi lúa em nè, bụi nào bụi lấy nè, mà rễ nè, nè rễ là ăn trên luôn, rễ ní ní ăn trên luôn nè, anh em thấy không? Nè lừ cái chân mà cái cây lúa mà anh em nhớ RBT là cây nó rất nhỏ mà nó bằng ngón giữa em vậy anh em con nha. Đó, đây lợi chút xíu ngồi nói chuyện cho nó dễ anh em con, mà em quay trên thực tế cho anh em con xem nè.